Kiều, tại sao lại là mày hả? Tao... Kiều à, em nghe anh giải thích đi hả? Tôi không cần nghe nói gì hết. Anh cũng không cần phải nói gì nữa. Tôi với anh chả là cái gì cả. Nhưng mà tao... Tao không nghĩ tao lại có một đứa bạn như mày. Từ nay tao với mày không còn là bạn bè gì hết. Tại sao con Trinh nó lại làm như vậy? Bây giờ kêu nó ra đây đi, ba mặt một lời. Thôi đi, tao không có đứa bạn như nó nữa. Bây giờ tụi mình chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi, không lẽ vì một người đàn ông như vậy mà cắt đứt tình nghĩa được? Tạm thời tao không muốn gặp nó. Thôi, bây giờ mày cũng đừng có buồn quá. Mày cũng biết tính con Trinh đó, nó lẳng lơ từ xưa tới giờ rồi mà. Tao nghĩ là nó chỉ chơi qua đường thôi, chứ không có yêu đương gì đâu hả? Nhưng tại sao nó lại gạt tao? Rõ ràng là nó biết mà nó cũng không nói với tao nữa. Chắc là nhiều khi nó biết ông Khôi trước mày. Nó sợ mày buồn rồi thất vọng nên nó không dám nói ra thôi. Mà như vậy chẳng khác nào nó chơi xấu bạn bè hay sao? Nó coi tao là một con ngốc hả? Nè, tao nghĩ nhiều khi con Trinh nó nói đúng đó. Mày không nhớ hả? Nó đã từng nói với hai đứa mình là đàn ông không hề đáng tin. Mà tại tao với mày ngu quá nên mới tin đó. Cho đến giờ này mà mày còn binh vực nó nữa hả? Trời ơi, tao không có binh vực nó. Nhưng mà mày nghĩ đi, tình bạn thân thiết bao lâu nay của ba đứa mình á, không lẽ vì một thằng đàn ông á mà mất được? Mày thấy nó có đáng không? Anh Khôi, tôi muốn nói chuyện với anh. Mình vô phòng đi. Không muốn gì không, anh kêu mấy đứa mang vô. Tôi không cần. Tôi tới đây á là tôi muốn nói chuyện với anh. Vậy có chuyện gì không nói đi. Anh làm gì với hai cô bạn thân của tôi hả? Mà bây giờ nó trở mặt với nhau kìa, anh nói đi. Chắc có lẽ đây là hiểu lầm không ạ? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì hả? Ba đứa tôi chơi thân từ cái thời học phổ thông cho tới bây giờ. Vì anh á mà bây giờ hai đứa nó trở mặt rồi kìa. Hồng à, Hồng cứ bình tĩnh đi. Anh và Kiều chỉ là hai người bạn mà thôi. Anh chưa bao giờ tỏ tình với Kiều mà. Vậy con Trinh thì sao? Thì Trinh là bạn thân của Hồng. Tính cách của Trinh như thế nào thì Hồng là người rõ nhất mà. Anh, tôi biết. Như vậy Hồng còn thắc mắc chuyện gì nữa? Vậy tại sao anh với con Trinh còn giấu con Kiều chứ? Thì anh đã nói rồi, anh chỉ xem Kiều là bạn thôi. Trinh cũng không nói cho Kiều nghe vì sợ Kiều bị hụt hẫng. Hai người làm như vậy á chẳng khác nào đang lừa gạt con Kiều. Anh nghĩ là tình bạn thân thiết bao lâu nay của Trinh và Kiều sẽ không bị sức mẻ vì chuyện này đâu. Anh suy nghĩ quá đơn giản rồi đó. Tốt nhất anh nên tránh xa hai đứa bạn của tôi ra, càng xa càng tốt. Bà xã à, qua ăn cơm đi. Em không đói, anh ăn đi. Đồ ăn anh nấu ngon lắm, em qua ăn chung với anh cho vui.
Bà xã ăn đi. Ngày mai anh chở em đi chơi nha. Ngày mai em bận rồi. Vậy ngày mốt mình đi. Ngày mốt em cũng bận luôn. Sao ngày nào em cũng bận hết trơn vậy? Em còn phải đi làm mà. Đàn ông các anh đó, không ai tốt hết. Chị đừng buồn nữa nha. Anh ta không có đáng cho chị buồn vậy đâu. Rõ ràng chị là một con ngốc mà. Nhìn anh ta đàng hoàng như vậy, đạo mạo như vậy, mà không ngờ lại là người. Mày còn tới đây làm gì nữa? À, là do em kêu chị Trinh tới đó. Có gì hai chị từ từ nói chuyện nha. Em đi trước. Em đi nha chị. Chị Trinh em đi. Mày còn tới đây làm gì nữa? Ừ. Mày tới để coi tao thảm hại đến mức nào phải không? Tao xin lỗi mày. Dù gì tao cũng có lỗi với mày. Nếu biết như vậy, tao nói cho mày nghe chân tướng ngay từ lúc đầu rồi. Mày với anh Khôi bắt đầu từ khi nào? Thì cái đêm mày chuốc rượu ổng đó. Thật ra ổng chỉ giả vờ say thôi. Mày về rồi, tao tưởng ổng say thật nên cố tình trêu đùa ổng. Ai ngờ ổng thức dậy, nói chuyện với tao rất là nhiều. Công nhận ổng có khiếu ăn nói thiệt đó. Tao hiểu rồi. Thì tại tao ngu quá thôi. Mày không có ngu. Chỉ tại con người mày quá mơ mộng thôi. Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi. Đàn ông chỉ là những sinh vật giống nhau thôi. Mày đừng có nghĩ ai cũng cao đẹp hết. Tất cả chỉ là con người thôi. Tao biết rồi. Con Hồng nói đúng mà. Tình bạn bao nhiêu năm thân thiết, không thể gì một người đàn ông không ra gì mà có thể mất được. Mà mày cũng đừng đổ lỗi cho ông Khôi. Ông cũng biết cách ăn nói. Làm bạn với ông cũng tốt mà. Bạn hả? Ông nói mày cần một người bạn hơn là một người tình. Vậy còn mày thì sao? Ông coi mày là cái gì? Bạn tình. Bạn tình? Phải. Ông coi tao là bạn tình, tao cũng coi ông là bạn tình. Vậy thôi, không ai nợ ai hết. Còn bé Sang thì sao? Cũng là bạn tình thôi. Mày không yêu bé Sang hả? Ngay cả chồng tao có giấy kết hôn đàng hoàng, tao còn không yêu nổi thì yêu ai được chứ. Tao không thể hiểu nổi quan điểm tình yêu của mày là gì nữa. Trên đời này không có gì khổ bằng yêu đương đâu. Mày không thấy con Hồng hay sao? Yêu cho lắm rồi bây giờ khổ sở trăm bề, khóc lên khóc xuống. Mày đừng có dại mà đi theo vết xe đổ của nó. Bà Trinh này hết nói nổi luôn. Không biết bao nhiêu trai trẻ nghe những lời này của bà sẽ phản ứng như thế nào nữa. Em thức rồi hả? Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh đã làm cho em buồn.
Anh hứa, từ nay anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em. Em đừng đẩy anh ra, anh sẽ không bao giờ đứng vững nếu như không có em bên cạnh. Anh sẽ gục ngã đó, em biết không? Cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Anh thề, nếu như anh có làm cho em đau khổ thêm một lần nữa, anh sẽ chết. Anh cảm ơn em, cảm ơn bà xã nhiều lắm. Nắng như đổ lửa vậy đó. Nó hẹn tụi mình mà sao nó không tới? Hay là nó bắt tụi mình đợi để nó trả thù đây? Đại ca đang quạo. Mày lạng quạng hồi á hả? Không cho mày thành thái giám luôn á. Ê, thằng Tú nó hẹn tụi mình ra đây trả nợ, mà sao đại ca mặt ngầu quá vậy? Sao mày ngu quá vậy? Bây giờ nó trả hết nợ nghĩa là nó không mượn nợ nữa. Không mượn nợ nữa nghĩa là nó không có tiền lãi trả cho mình nữa, hiểu không? Vậy là đại ca không vui thôi. Kể cả tao với mày luôn á. Được trả nợ mừng muốn chết luôn rồi quý vị. Mừng cái gì mà mừng? Nó tới kìa. Đừng có cãi nữa. Mày có đem giấy nợ ra không? Có. À, giấy nợ kìa. Ê, tiền đâu? Đưa tao giấy nợ trước. Đây là 100 triệu gốc và 5 triệu tiền lời. Mày đếm lại đi. Ê, sao tự nhiên nó giàu quá vậy? Nhiều tiền vậy ta? Thằng này nó làm gì trong thời gian ngắn vậy mà có nhiều tiền vậy ta? Thằng này số đỏ. Làm gì mà có nhiều tiền để trả nợ vậy? Có tiền trả cho tụi mày được rồi, tụi mày quan tâm làm gì? Tao thắc mắc nên tao hỏi vậy thôi. Trúng số thôi. Trúng số? Thiệt không đó? Sao mày may mắn quá vậy? Không lẽ mày muốn tao thiếu nợ mày suốt đời hả? Bây giờ nợ nần sòng phẳng, tao với mày không còn gì để qua lại. Tao đi được chưa? Dạ chào ông chủ. Có chuyện gì? Thằng Tú nó có tiền trả hết nợ rồi. Vậy à? Dạ. Còn theo dõi lên cho tôi. Em hiểu rồi. Đừng nói là cưng đang buồn vì bà cô già lăng nhăng đó nha. Em không có buồn, em chỉ thấy đau thôi. Đau? Chị Trinh với chị Kiều sao rồi chị? Hai chị làm què nhau rồi. Cưng nói đúng, chỉ cần hai người gặp nhau thì mọi chuyện sẽ giải quyết được. Chị Kiều với chị Trinh không trở mặt là vui rồi. Em cảm ơn chị Xuân nha. Cảm ơn chị. Dạ. Chị mới là người cảm ơn cưng mới đúng đó. Chính nhờ cưng suy nghĩ thấu đáo nên bây giờ chị Kiều không còn buồn nữa. Bây giờ chị đã hiểu là cưng không phải là người thèo lẻo với chị Kiều. Chuyện chị Trinh và ông Khôi quen nhau
Ủa, cưng bị sao vậy? Bị người ta vu oan cho mình á thì cũng không cần giải thích, mà khi người ta giải thích rồi á thì cũng không vui luôn. Bộ dây thần kinh cảm xúc của cưng bị đứt rồi hả? Chị muốn nghĩ sao thì tùy chị. Thôi, em xin phép chị về trước, em còn nhiều việc cần phải làm lắm. Mặc kệ người ta nghĩ gì về mình à, làm trai bao riết chai mặt rồi sao? Em nghe nè anh. Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều món ngon, rất là hấp dẫn đó. Để em xem món hấp dẫn là như thế nào đây. Trưa nay anh mang qua cho bà xã nha. Vậy em đợi anh nha. Ok bà xã. Cảm ơn em. Dạ mời chị. Ừ. Chị Kiều, tâm trạng của chị đỡ hơn chưa? Chị cũng đỡ nhiều rồi. Chị cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Thấy chị được như vậy em cũng mừng. Hôm nay em lo cho chị lắm đó. Em biết chuyện này lâu rồi, mà sao không nói cho chị biết sớm? Tại em sợ chị buồn á, cho nên em không có dám nói. Nếu em nói cho chị biết sớm thì chị đỡ buồn hơn rồi. Dạ, em xin lỗi chị. Có phải lỗi của em đâu mà xin lỗi chứ. Chuyện này là do chị hết đó. Con Trinh nói đúng, là tại chị quá ảo tưởng nên thất vọng tràn trề. Ủa, mà ai nói cho chị biết chuyện ông Khôi với bà Trinh vậy? Là bé Sang nói chị biết. Trai bao thủ đoạn. Em mệt hả? Dạ, tối qua em thức hơi khuya nên bây giờ hơi buồn ngủ. Mệt thì nghỉ buổi chiều đi, rồi anh sắp xếp mấy đứa làm thế cho. Dạ không sao đâu anh, em làm được mà. Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, đừng cố bươn chải mà ngã bệnh đó. Dạ em còn trẻ mà anh. Còn trẻ cũng không được làm việc quá sức như vậy, hiểu chưa? Dạ. Nè, em cầm đi. Dạ. Sao lại đưa tiền cho em? Coi như là anh cho em mượn. Dạ thôi, em còn tiền xài mà. Bây giờ em cứ cầm đi, sĩ diện cái gì nữa mà sĩ diện. Anh nghe mấy đứa nó nói rồi, anh em làm chung một chỗ, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Em mà không nhận là anh giận à. Dạ, em cảm ơn anh Khôi. Ừ. Anh cứ trừ dần dần vào tiền lương của em nha. Cứ cầm đi rồi đi đóng tiền học phí rồi tính sau. Vậy nha. Dạ. Thôi bây giờ làm việc đi. Dạ em cảm ơn anh. Cũng làm trai bao mà phải đặt lên mặt. Nếu không vì con Trinh dạ dạ thì mình đâu phải nhiều lời với nó. Ờ Tuấn ơi, ra phụ anh làm mấy cái này cái. Hay quá, em đóng kịch hay quá đó. Chị vừa nói gì? Chị khen em đóng kịch hay và khéo nữa. Sao không đi làm diễn viên đi? Vừa đẹp trai vừa diễn giỏi, chắc là mau nổi tiếng lắm nè. Chị kêu em có chuyện gì không? Chị muốn khen em thôi. Nếu mà chị không còn gì để nói nữa, em đi làm việc à. Ơ khoan đã, chị còn muốn hỏi gì nữa? Chị chỉ muốn nhắc nhở em là em còn trẻ, sống sao cho có đạo đức một chút. Chứ còn trẻ mà sống ác quá, coi chừng sống không có thọ đâu nha. Em mà có chết á, em cũng không phiền chị đi đám ma đâu. Chị chỉ nhắc nhở em thôi mà. Em cảm ơn lời nhắc nhở của chị. Em đi làm việc đây.
Đồ trai bao mặt dày. Sao mặt mày mày tươi đói quá vậy? Còn đủ ăn nhậu nữa chứ? Tao có chuyện vui mà. Chuyện gì? Vợ của mày cho ngủ chung rồi hả? Chuyện vui lắm. Tao như là mới chết đi sống lại vậy đó. Tao trả nợ cho tụi thằng Tùng xong hết rồi. Cái gì? Mày trả hết nợ luôn hả? Vô. Tao đã trả hết nợ rồi. Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy? Tao nói giỡn với mày làm gì? Vậy chứ tiền ở đâu mà mày có nhiều dữ vậy? Mày bán cho ai giá cao đúng không? Tao trúng số. Bán cái gì mày? Mày trúng số. Tiền công đó. Mà mày quan tâm mấy cái đó làm gì? Bây giờ tốt nhất là tao trả nợ hết rồi. Mày trúng được bao nhiêu tiền vậy? Tao đủ tiền trả nợ, còn dư một ít, đủ để làm ăn. Mày đó nha, đúng là có số đỏ thiệt. Chưa có vợ giàu, vợ đẹp, bây giờ còn trúng số nữa chứ. Vô. Tao luôn sống tốt, hiền lành, gặp may mắn nên có quế nhân hỗ trợ thôi. Ê, hồi nãy á mày nói là mày trúng số mà. Thì quế nhân của tao là thằng bán vé số ngoài đường. Nếu nó không đi ngang và bán cho tao thì làm sao tao trúng được. Ê, mày á còn chuyện gì mà giấu tao đúng không? Tao mệt mày quá. Bây giờ tao có tiền trả hết nợ, đáng lẽ mày phải mừng cho tao. Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại như là tra khảo tội phạm vậy? Thì tao sợ mày phạm tội gì lớn hơn thôi. Không bao giờ. Một lần là tao tẩn tới già rồi. Tao xin thề, từ nay không bao giờ dám tái phạm nữa. Yeah. Mày nói như vậy tao lại càng yên tâm. Mày cầm một ít về mua sữa cho con mày đi. Thôi, tao có tiền rồi, mày cất đi. Mày cầm đi, tao cho con mày, chứ tao không phải cho mày. Tao thay mặt con của tao cảm ơn mày. Vô. Vô. Cái điện thoại kìa, nghe đi. Ủa, ai gọi kìa? Sao mày không nghe máy đi? Ông Tuấn Kiệt. Ông Tuấn Kiệt hả? Rồi bây giờ mày tính sao với ổng? Tính toán cái gì nữa? Bây giờ tao không thiếu nợ ai. Tao không cần phải lệ thuộc vào ổng nữa. Tao thấy ổng còn mê mày dữ lắm á. Tao không biết là ổng có chịu bỏ qua cho mày hay không. Chuyện đó là chuyện của ổng. Còn tao, tao không thích nữa thì ai ép tao được. Thôi, bây giờ mày lựa lời, mày nói chuyện với ổng. Ông Tuấn Kiệt không phải là tay vừa đâu. Có người theo dõi, trốn ngay.
Em có sao không? Đứng dậy. Chỗ này không an toàn nữa rồi. Vậy em phải làm sao? Em cầm đi. Mật khẩu là 002244. Nhưng không có sao đâu. Trong đó có 50 triệu. Em cần gì thì ra ngân hàng mà rút. Giờ em cũng không biết phải đi đâu nữa. Em về nhà trọ, dọn hết đồ đạc, giờ đi chỗ khác. Xong rồi em gọi cho anh. Dạ, em đi trước nha. Ừ. Ba. Ủa Túc, sao con tới đây chi vậy? Con tới gửi tiền đầy cho ba, sẵn thăm ba mẹ luôn. Mẹ có nhà không ba? Ờ, mẹ con ở trỏng á, nhưng mà con vô chào mẹ một tiếng. Ừ, vô đi con, cẩn thận lời nói nghe. Dạ. Thằng Tú nó về. Ừ? Thằng Tú nó về. Ừ. Con chào mẹ. Ngồi đi con. Con có chút quà, mang qua biếu ba mẹ. Ừ, con qua thăm được rồi. Quà cáp chi tốn tiền vậy con? Con nghe học nói ba mẹ thích ăn yến xào và thích sử dụng dầu gội chiết xuất từ thiên nhiên nên con mua. Ui, yến xào ba mẹ thích lắm. Cái gì mà thiên nhiên là ba mẹ thích à? Ba mẹ thích là con vui rồi. Con làm mà ăn được hay sao mà thấy con vui vẻ quá vậy? Dạ cũng được ba. Con đang cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Nè, vợ chồng con sống có tốt không? Tụi con hạnh phúc lắm ba. Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng Hồng để con có một người vợ tuyệt vời như vậy. À, thấy hai con hạnh phúc đó là ba mẹ vui rồi. Con gửi tiền đầy cho ba. Ừ. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Sao con không để xây sở làm ăn đi? Ba cũng không có cần tiền lắm đâu. Dạ thôi ba, con có rồi, ba cất tiền đi. Con làm ăn được thì ba mẹ mừng lắm. Cố gắng lên nha con. Dạ. Con mời mẹ dùng nước ạ. Kệ đi. Dạ, ông chủ gọi tôi. Cậu đã làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi rất căm ghét kẻ là phản bội tôi. Cậu rõ chưa? Cậu rõ chưa? Đời người qua mau, tôi xin ông hãy tha cho vợ chồng tôi và đi cho chính bản thân của mình. Cậu dạy đời tôi đó. Đi ra ngoài mau. Đi.
Tôi đang đứng trước nhà em. Anh nghe nè. Ông đừng có giỡn với tôi nghe. Anh đâu có giỡn đâu. Em không tin. Em cứ mở cửa ra. Anh đang đứng ngoài này nè. Ông làm cái trò gì vậy? Tôi muốn kết thúc ngay tại đây. Anh không thể nào sống thiếu em. Xin em hiểu chứ anh. Tôi hiểu cho ông thì ai hiểu cho tôi đây? Tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi xin ông, ông đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Vậy em hãy cho tôi ở bên em. Mỗi tháng chúng ta gặp nhau một lần thôi. Trời ơi, tôi nói làm sao ông mới chịu hiểu đây? Em nhẫn tâm với anh như vậy sao? Ông mới là người nhẫn tâm đó. Bây giờ ông hãy bình tĩnh lại đi. Ông đừng vì sự ham muốn của mình mà không quan tâm tới hạnh phúc của người khác. Dù sao á thì anh ở đây cũng không được bao lâu. Xin em hãy thông cảm cho tôi. Bây giờ tôi không muốn dài dòng với ông nữa. Tóm lại là không được. Tôi còn phải lo lắng cho vợ của tôi nữa. Em cũng biết tính tôi rồi đó. Những gì mà tôi không có được thì đừng hòng ai có. Tôi đạp đổ tất cả. Ông đang đe dọa tôi đó hả? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Em hãy đến với tôi đi. Nếu không tôi công khai chuyện này đó. Ông em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Gặp nhau chỗ cũ. Alo. Alo. Cảm ơn em. Dạ mời hai chị. Cảm ơn. Em đã có kinh nghiệm rồi thì tốt. Chỉ cần em chịu khó học hỏi, làm tốt công việc thì resort chắc chắn sẽ trọng dụng em. Dạ em cảm ơn chị. Anh giới thiệu em vào làm phải không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là em là bạn thân của anh hả? Dạ em với anh chơi thân với nhau từ lúc còn đi học á. À, chị hy vọng là em không có giống anh. Dạ mỗi đứa mỗi tính chị ơi. Chị nói giỡn thôi mà. Chứ chị thấy anh cũng dễ thương lắm. Chị hy vọng là em sẽ không sao đâu Thu ơi. Dạ em mời chị. Chị xin phép, chị đi trước nha. Dạ. Cái gì vậy? Chắc là có chuyện gì đó. Có chuyện gì?
Nhìn thấy ba Hồng đau khổ lúc đó, tội nghiệp quá ha. Ủa, mà ai báo cho bà Hồng biết là ông Tú đi khách sạn với ông Tuấn Kiệt ta? À, chỉ có ông Ben, chỉ có ông Ben mới biết được chuyện này thôi. Ê, 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 anh Ben, hồi nãy anh có phải là người đã báo cho bà Hồng biết là ông Tú đi ngoại tình hả? Im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không? Đúng rồi, ngoài anh ra ai mà có gan làm chuyện này. Nhưng mà em phải công nhận anh đã làm rất đúng luôn đó. Những người thích xen vào chuyện của người khác thường có kết quả không tốt. Tôi nhắc cho cô nhớ. Cái gì vậy? Vậy đời túi hả? Để coi nha, ông Tuấn Kiệt mà biết, anh báo cho bà Hồng biết, ông có xé xác anh không? Hồng ơi, Hồng ơi Hồng. Hồng ơi Hồng. Mở cửa đi nè. Cái gì vậy bà? Hả? Con Hồng. Sao vậy? Có biết đâu, hồi nãy nó về á, cái sắc mặt nó lạ lắm ông ơi. Tôi hỏi cái gì nó cũng không nói. Đi thẳng vô trong phòng luôn. Chắc là vợ chồng đứa có chuyện cãi nhau. Lại là cái thằng đó nữa. Nó ăn hiếp con gái mình đó ông à. Phải tính sổ với nó mới được. Mở cửa ra coi. Thôi đi, chuyện tụi nó để tụi nó tự giải quyết lấy. Mình biết gì đâu mà dính vô rồi rối beng tùm lum lên nữa. Để nó ăn hiếp con gái mình hoài sao được. Thôi, để cho con nó nghỉ ngơi một chút đi. Rồi có gì từ từ nói sau. Cái gì cũng cản cản. Con nghe nè ba ơi. Con đang làm cái gì vậy? Dạ con đang nấu cơm cho vợ con. Tú nè, vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì hả? Dạ tụi con bình thường mà ba, đâu có chuyện gì đâu. Con Hồng nó về đây, nó ngồi ủ rũ trong phòng cả buổi trời. Mẹ con gọi nó mấy lần mà nó ngồi im không trả lời. Bây giờ vợ con vẫn còn đang ở bên bển hả ba? Nó mới đi đâu rồi? Vợ con có đem điện thoại theo không ba? Ba cũng không biết nữa. Thôi được rồi, để con gọi điện thoại cho vợ con thử coi. Gọi cho nó đi, chào con.
con nói cái gì? Không đời nào tôi cấm cái người đó đó bước chân vô nhà tôi. Bây giờ chọn đi, một là nó, hai là mẹ. Con chọn một trong hai. Có nó thì không có mẹ, có mẹ thì không có nó. Chọn đi. Sao mẹ lại như vậy chứ? Con chỉ muốn lấy người con yêu thôi. Như vậy là con nói như vậy là con chọn nó chứ gì? Con... Được rồi, vậy thì đi đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ... Không có đứa con gái nào như cô hết á. Đi mẹ... đi. Hồng à, sao anh gọi điện em không bắt máy? Có chuyện gì vậy em? Đừng đụng vào người tôi. Hồng, có chuyện gì vậy? Đừng đụng vào người tôi. Đi về thôi. Hồng, Hồng. Ê anh Bo. Bo, coi cái này vui lắm. Hả? Chuyện gì vui dữ vậy? Bà Hồng đã phát hiện ra chồng làm trai bao. Ghê không, ghê không? Wow, thiệt hả? Rồi chuyện tiếp theo là sao? Trời, lúc đó hả, bà đứng hình luôn. Vì bà đâu có ngờ đâu, ông chồng đẹp trai của mình là gay. Gay, gay. Trời ơi, ly kỳ lắm luôn á. Sắp tới là mình sẽ có nhiều kịch hay để coi luôn đó. Ừ. Ồ, thiệt tình ha. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ừ. Không ngờ gì nữa. Ông làm trai bao, chuyện này sớm muộn gì cũng bể ra hả? Ờ. Em tiếp tục theo dõi những tình huống ly kỳ này nha. Ừ. Bây giờ anh có chuyện phải đi rồi ha. Ok ok. Hai đứa mình biết chuyện này thôi nha. Ừ. Biết rồi, làm với em nhiều chuyện nó không bằng á. Ừ. Ê Xuân, nó nghe nè, nó nghe nè. Gì vậy bà? Ừ, bữa nay bà Hồng không đi làm luôn. Trời ơi, bữa nay mình có kịch hay để coi đó. Bà kỳ cục quá. Tôi thấy chị Hồng dễ thương mà sao bà ghét chị Hồng vậy? Có tội chảnh. Chảnh là tôi không có ưa. Trời ơi, tôi thấy chị cũng khiêm tốn mà, có chảnh gì đâu. Cái tội hay chửi nữa, chửi tôi cũng không ưa. Thôi đi bà quản lý tương lai ơi, nói nhiều quá. Chưa bao giờ bà Hồng đi làm trễ, lần này phát hiện chồng là gay, đau lòng quá chắc nghỉ làm luôn rồi. Chào các em. Ê, chị Hồng đi làm kìa. Chào chị Hồng. Em làm quen chưa? Dạ em cũng quen rồi. Làm tốt á thì sẽ được lên làm quản lý tương lai đó. Vậy hả? Cảm ơn chị. À, hôm nay á chị có chuyện vui cho nên chị có mua quà để tặng cho mọi người đó. Đây, đây là của Xuân, em lấy đi. Cảm ơn chị nha. Đây là phần của Ánh nè. Em sao vậy? Em nhìn chị không chớp mắt luôn á. À, hay là hôm nay chị trang điểm đẹp lắm đúng không? Ờ, đẹp. Đẹp. Ờ, vậy thì để hôm nào chị chỉ cho ha. Ờ, con Ánh nó thích làm đẹp lắm á chị. Ừ? Anh Tuấn Kiệt. Ừ. Anh đi đâu vậy? Em có phần quà tặng cho anh nè.
chúc cho anh một buổi sáng tốt đẹp nha. Cảm ơn cô. Dạ, đây là thức uống tăng lực của Mỹ. Nó rất tốt cho mỗi khi anh làm việc quá sức đó. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Quái vật máu lạnh. Ông Ben chỉ là động vật máu lạnh thôi. Bà này vừa máu lạnh vừa biến thái, cao cấp hơn ông Ben nữa. Ông cần gặp tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Tú, đã trả hết nợ rồi phải không? Dạ. Tiền ở đâu mà Tú trả nợ vậy? Thì nó nói nó trúng số. Cậu có tin không? Không tin nó cũng không được. Ngoài trúng số ra, nó còn gì để làm nữa đâu. Cầm lấy đi. Sao ông lại đưa tiền cho tôi vậy? Tôi muốn cậu làm cho tôi một việc. Bây giờ ông muốn tôi làm chuyện gì? Điều tra nguồn gốc tại sao Tú có số tiền đó. Tôi hoàn thành công việc, tôi đưa tiền thêm. Cầm đi.